Mình vừa thi xong và không ổn lắm. Mấy cái bài điểm từ thì không ổn, còn lại thì đều ok. Cái bài điểm từ lúc mà mình dò lại á thì thấy là sai nhiều. Sai 4 câu điểm từ thì phải. Còn mấy bài khác thì cũng ok, cũng ổn. Nói chung là môn này qua rồi đấy. Bây giờ đi học mốt tiếp, đến thư viện học. Chào ba, chào mẹ. Chào con. Chào Long Loại. Hai chào Long Loại.